Ngày 21 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ nhóm đối tượng nổ súng để đòi nợ trên địa bàn thành phố. Theo đó, bước đầu xác định anh Phan Lê Ngọc Phi, 21 tuổi, trú tổ 60, phường Hòa Khánh Nam, vay của Huỳnh Ngọc Lâm, 20 tuổi, trú số 264/7 đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, khoảng 30 triệu đồng. Số tiền này được anh Phan Lê Ngọc Quý, anh ruột của Phi, đứng ra trả nợ giúp. Tối ngày 15 tháng 8, Lâm cùng với Trần Chí Tâm, 26 tuổi, trú số 217 đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam và ba người khác đến nhà anh Quý để đòi nợ. Vì chưa có tiền nên anh Quý xin hẹn vài ngày nữa sẽ trả, nhưng Lâm không đồng ý. Lúc này, Tâm rút ra khẩu súng và bắn về phía anh Quý cùng vợ đang đứng nhưng không trúng ai. Sau đó, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng xác định, hai nghi phạm ban đầu trong vụ nổ súng là Huỳnh Ngọc Lâm và Trần Chí Tâm, đồng thời tiếp tục truy xét ba người còn lại.